Vâng, thưa quý vị, với mong muốn mang lại cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, bản tin của chúng tôi cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, theo đài quan sát, cơn bão mạnh Dusuri đã mạnh lên thành siêu bão. Tính đến 8 giờ sáng nay, tâm bão khoảng 1.210 km trên khu vực phía đông, đông nam Hồng Kông, sức gió duy trì cao nhất vùng gần tâm bão đạt 205 km/h. Đài quan sát dự báo rằng siêu bão Dusuri sẽ đi vào phạm vi 800 km tính từ Hồng Kông vào thứ Tư, sau đó di chuyển về phía Đài Loan và đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến, Đài Loan. Đài quan sát cho biết họ sẽ đánh giá mối đe dọa đối với Hồng Kông dựa trên đường đi và cường độ dự đoán của Dusuri, đồng thời xem xét liệu có cần thiết phải phát tín hiệu cảnh báo số 1 hay không. Theo thông tin theo dõi xoáy thuận nhiệt đới của Đài Thiên văn Hồng Kông, cơn bão mạnh Dusuri đã mạnh lên thành siêu bão vào lúc 2 giờ sáng theo giờ Hồng Kông và tiếp tục mạnh thêm. Tính đến 8 giờ sáng, tốc độ gió duy trì tối đa vùng gần tâm là 205 km/h. Đài quan sát dự đoán rằng Dusuri sẽ tập trung ở vị trí cách Hồng Kông 800 km vào lúc 8 giờ sáng mai, sau đó đi vào phạm vi 800 km. Khi đó, tốc độ gió duy trì cao nhất gần tâm bão sẽ đạt 185 đến 195 km. Sau đó, nó sẽ suy yếu thành một cơn bão mạnh và di chuyển về phía Đài Loan, đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến, theo đài quan sát. Tính đến 8 giờ, tâm địa điểm siêu bão Dusuri cách thủ đô Manila khoảng 520 km về phía đông bắc. Đài quan sát dự đoán rằng Dusuri sẽ di chuyển đến eo biển Luzon trong một hoặc hai ngày tới. Sau đó có thể di chuyển đến bờ biển phía đông của Quảng Đông và cũng có thể tiếp cận khu vực phía nam của Đài Loan. Bị ảnh hưởng bởi luồng không khí sụt lún bên ngoài của cơn bão, thời tiết ở Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục nắng nóng vào giữa tuần này. Mưa rào và dông lớn do nhiệt độ cao kích hoạt sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực này. Đài quan sát cũng chỉ ra rằng thời tiết bất ổn liên quan đến Dusuri sẽ ảnh hưởng đến bờ biển phía nam Trung Quốc vào cuối tuần này và khu vực này có khá nhiều gió. Thời tiết tại Hồng Kông hôm nay đa số là đẹp, ban ngày sẽ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tối đa khoảng 35 độ, sau đó mưa rào vài nơi kèm gió nhẹ. Đài quan sát đã đưa ra một cảnh báo thời tiết đặc biệt để nhắc nhở người dân rằng thời tiết rất nóng và nhiệt độ cao vẫn tiếp tục. Mọi người nên chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình, uống nhiều nước, thực hiện các biện pháp phòng ngừa say nắng, tránh tập thể dục ngoài trời. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, vui lòng tìm tư vấn y tế càng sớm càng tốt. Hôm qua, khu vực Nam Trung Bộ của tỉnh Hà Nam có mưa lớn, lụt xảy ra ở nhiều nơi, người dân lội bì bõm trong nước. Tại thành phố Nam Dương, một số con đường bị ngập, các cửa hàng đối diện với đường bị ngập và nhà của người dân bị ngập. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, từ tối hôm qua đến hôm nay, có mưa lớn ở Nam Dương, Trúc Mã Điếm, Bình Định Sơn và những nơi khác ở Hà Nam và mưa lớn cục bộ. Để đối phó với lượng mưa lớn, chính quyền quận Sinia, thành phố Nam Dương hôm qua đã cử nhân viên thực hiện các hoạt động khẩn cấp và kiểm soát lũ lụt, đồng thời tạm thời đóng cửa các đoạn đường lội nước, tập trung để sửa chữa điện và cống rãnh. Có rất nhiều nước trên đường ở huyện Sinia, thành phố Nam Dương. Người dân phải xắn ống quần lội qua nước, mực nước lên đến ngang bắp chân. Một số dân cho biết từ hôm 19 giờ, từ 19 giờ hôm qua, trời bắt đầu mưa kèm theo gió giật mạnh và sấm sét, phải đến 21 giờ, nước ở một số khu vực mới ngập đến ngang bắp chân, mưa mới bắt đầu ngớt. Tại thành phố Đặng Châu, cách huyện Sinia hơn 30 km, cũng có mưa lớn. Người dân địa phương cho biết, khi trời đổ cơn mưa đầu tiên, bà đã chạy thục mạng trốn vào mái hiên bên đường. Không ngờ, trời mưa to gió lớn, bà trốn trong mái hiên bị ướt sũng. Được biết, đài quan sát khí tượng Na Hàng đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 11 giờ 31 đêm qua và cảnh báo này chưa được dỡ bỏ cho đến 3 giờ 09 sáng ngày hôm nay. Hiện tại, lượng mưa ở khu vực đô thị Nam Dương và các thị trấn đường phố thuộc quyền quản lý đã suy yếu đáng kể do lượng mưa tích lũy lớn ở một số khu vực trong giai đoạn đầu nên vẫn có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt trên núi ở các lưu vực sông nhỏ, ngập úng đô thị và ngập úng đất nông nghiệp. Theo quan sát của Đài quan sát khí tượng Hà Nam vào 4 giờ chiều, từ 4 giờ chiều hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay, phía Tây Nam và Nam tỉnh Hà Nam có mưa rào và dông từ nhẹ đến vừa. Đồng thời có mưa to và mưa lớn cục bộ ở Nam Dương, Tín Dương, Trúc Mã và Bình Định Sơn. Trong đó có 147 trạm mưa có lượng mưa vượt quá 50mm và 22 trạm mưa lớn hơn 100mm. Các trạm có lượng mưa lớn nhất là trạm Nam Giang và trạm Bạch Mã Yển ở Đường Hạc, cả hai đều đạt 196,7mm.
và cường độ mưa mỗi giờ tối đa là 92,8mm. Tại trạm Trương Điếm ở Đường Hạc, tiếng vang lượng mưa của radar cho thấy vành đai mưa đang dần di chuyển về phía đông ra khỏi tỉnh Hà Nam. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam dự đoán rằng tỉnh này sẽ nhiều mây vào chiều nay và đợt mưa hiện tại sẽ kết thúc. Vào ngày mai và ngày kia, tỉnh Hà Nam sẽ có thời tiết nhiều mây và có mưa rào. Vào 2 ngày tới, ở hầu hết tỉnh Hà Nam sẽ có mưa nhẹ, chịu ảnh hưởng của đợt không khí mạnh. An Gia, tỉnh Tứ Xuyên, đêm thứ hai gặp thời tiết đối lưu mạnh, sức gió tối đa đạt cấp 13. Theo Cục Khí tượng, đây là giá trị tốc độ gió lớn nhất kể từ khi có số liệu khí tượng địa phương. Tính đến 9 giờ sáng thứ ba, thời tiết đối lưu mạnh đã khiến ít nhất 20 người bị thương nhẹ và 16 người đã xuất viện. Cho đến nay, theo Ban tuyên giáo huyện An Gia, Tứ Xuyên, từ 20 giờ ngày thứ hai đến 11 giờ ngày thứ ba, huyện An Gia trải qua một trận mưa lớn ngắn ngày kèm theo gió mạnh và mưa đá. Lượng mưa trên địa bàn huyện lên tới 91,7mm, sức gió tối đa là 13, tốc độ gió đạt 37,4m/s. Một số khu vực bị ngập úng, hư hỏng nhà cửa, cây cối và công trình trên đường bị đổ, bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tổng cộng có khoảng 10.000 người dân địa phương bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. 20 người bị thương nhẹ, 16 người trong số đó đã xuất viện. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 5,637 triệu nhân dân tệ. Trong đó khoảng 300 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 103 ngôi nhà bị hư hỏng theo dữ liệu khí tượng. Thời gian thực từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, lượng mưa trong 1 giờ ở quận An Gia đạt 66,2mm vào lúc 11 giờ tối ngày hôm thứ Hai, đứng đầu cả nước về lượng mưa trong cùng thời kỳ. Theo những hình ảnh trên mạng, các phương tiện trên đường ngập trong nước, các tòa nhà đổ sập và treo lơ lửng trên lầu. Người dân còn phát hiện nhiều hạt mưa đá to bằng quả trứng trên ban công. Sau vụ việc, một số cư dân địa phương nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy một cơn gió mạnh như vậy. Cũng có những bức ảnh chụp màn hình trò chuyện trực tuyến nói rằng một gia đình 3 người trên nóc tòa nhà Đông Cảnh Câu ở huyện An Gia đã bị thổi bay và ban quản lý đô thị đang tìm kiếm xác chết ở khắp mọi nơi trong Đôn Cảnh Câu. Sau đó, quan chức này bác bỏ tin đồn, nói rằng sau khi điều tra bởi sở cứu hỏa, cảnh sát, văn phòng, đường phố và cộng đồng, không có tình 3 người nào đổ bay. Ngoài ra, khu vực đô thị chính của Trùng Khánh cũng gặp gió mạnh vào sáng sớm ngày thứ Hai. Cây cối trên đường bị quật đổ, Đài quan sát khí tượng Trùng Khánh trước đó đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh, dự kiến từ 0 giờ đến 18 giờ ngày thứ Hai ở các quận Đồng Nam, huyện Xuyên, Ngọc Trung, Cửu Long Pha và các khu vực khác sẽ có mưa to, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như sấm sét, gió giật mạnh và mưa đá cục bộ. Thưa quý vị, trận động đất 5,8 độ Richter xảy ra ở Đại Linh Nha, quận Hải Tây, Thanh Hải, lớn nhất trong 5 năm, có độ sâu tiêu cự 8 km theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn động đất Trung Quốc vào lúc 10 giờ 21 phút sáng Chủ nhật. Một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đại Linh Nha, quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, với độ sâu tiêu cự 8 km. Tâm chấn nằm ở 38,44 độ Vĩ Bắc và 97,37 độ Kinh Đông. Theo báo cáo, không có thị trấn nào nằm trong phạm vi 20 km và có các thị trấn Gahe trong phạm vi 50 km. Tâm chấn cách thành phố Đại Linh Nha 119 km, cách thành phố Gia Dục Quan ở tỉnh Cam Túc 106 km, cách quận Tô Châu ở Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc 175 km, cách quận Ulan 193 km, cách khu tự trị Mông Cổ và Tây Tạng Hải Tây 118 km và cách thành phố Tây Ninh 439 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 4.258 m. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 22 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn trong 5 năm vừa qua, và trận động đất lớn nhất xảy ra là trận động đất này. Đại Linh Nha, tâm chấn là một phần của tự trị Mông Cổ và Tây Tạng của tỉnh Thanh Hải và là trung tâm chính trị, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa của tỉnh. Khu đô thị ở độ cao 2.980 m so với mực nước biển, nhiều ánh sáng mặt trời, ít mưa và nhiều gió. Năng lượng gió và tài nguyên khoáng sản phong phú, có sông Ba Yên chảy qua thành phố. Thành phố có diện tích 28.000 km2. Quản lý 3 phố, 3 thị trấn và 1 thị trấn dân số, năm 2012 khoảng 100.000 người.
năm 2013 GDP đạt khoảng 4,9 tỷ RPM. Theo thông tin mới nhất từ Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan, vào lúc 6 giờ 11 phút sáng ngày 25 tháng 7, tại Đài Loan xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter với độ sâu 15,3 km, tâm chấn cách Hoa Liên phủ 7,8 km về phía Tây Bắc, thuộc thị trấn Tú Lâm, huyện Hoa Liên, huyện Nam Đầu và thành phố Đài Trung, có cường độ động đất tối đa là 4 độ Richter và không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter khác cũng đã xảy ra ở Dương Châu, Giang Tô với tâm chấn sâu 11 km. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 39 phút thứ Năm, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra tại quận Giang Đô, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tâm chấn ở tọa độ 32,66 độ Vĩ Bắc, 119,78 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 11 km. Được biết, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 19 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong bán kính 200 km xung quanh tâm chấn. Động đất lớn nhất là trận động đất 5,0 độ Richter xảy ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2021 tại khu vực biển thuộc huyện Đại Phong, thành phố Diễm Thành, tỉnh Giang Tô, cách tâm chấn 161 km theo các chuyên gia tỉnh Giang Tô, nằm ở phía đông của khối Dương Tử trong mảng Á Âu, ngoại trừ phần giữa của đới đứt gãy tan lưu có quy mô lớn. Quy mô và hoạt động của các đứt gãy khác đều hạn chế. Điều này cũng khiến hoạt động động đất tổng thể ở Giang Tô thuộc mức độ thấp. Trận động đất sẽ không gây ra tác động hủy diệt và chỉ có ở khu vực gần tâm chấn là hơi cảm nhận được, do các khu đô thị chính của Dương Châu và Thái Châu thực tế nằm cách tâm chấn một khoảng cách nhất định, nên hầu hết người dân ở các khu vực đô thị chính của hai thành phố sẽ không cảm nhận được động đất. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.